Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Sumitomo Nhật Bản. Hội thảo khoa học xây dựng củng cố và phát triển tổ chức đảng đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên. Sử dụng mạng xã hội trong tiêu thụ cam. Xe quá tải vẫn chạy nhiều trên các tuyến đường ở huyện Văn Giang. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác, hôm nay ngày 25 tháng 11, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản với chủ đề Việt Nam-Nhật Bản nâng cao tầm quan hệ hợp tác cùng phát triển, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư với tập đoàn Sumitomo Nhật Bản. Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và một số tỉnh thành phố, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn và đại diện tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã ký kết và trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp tác thúc đẩy dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 với diện tích tăng thêm trên 180 ha. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ về thủ tục để doanh nghiệp có thể triển khai mở rộng dự án giai đoạn 3 một cách nhanh nhất, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong hợp tác giữa Hưng Yên và Nhật Bản. Khi khu công nghiệp Thăng Long 2 và các dự án thu hút đầu tư có công nghệ cao hiện đại, thân thiện với môi trường đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo ra động lực trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, thúc đẩy các ngành dịch vụ công nghiệp phụ trợ phát triển, giải quyết thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương và đóng góp vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Trải qua hai giai đoạn đầu tư, từ năm 2005 đến nay, khu công nghiệp Thăng Long 2 đã hoàn thành việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp trên diện tích 345 ha, thu hút 105 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,95 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 100 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 25.000 lao động và đóng góp ngân sách năm 2020 khoảng 45 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội thảo khoa học xây dựng củng cố và phát triển tổ chức đảng đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên. Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về xây dựng tổ chức đảng đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Theo đề dẫn hội thảo do đồng chí Lê Văn Hưng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, chủ nhiệm đề tài trình bày tại hội thảo cho biết, số đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng đảng viên, tổ chức đoàn thể còn rất thấp. Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 7.600 đơn vị kinh tế tư nhân với hơn 210.000 lao động đang làm việc, nhưng mới có 78 tổ chức đảng gồm hơn 1.800 đảng viên, 767 tổ chức công đoàn, 118 tổ chức đoàn thanh niên. Con số này chưa xứng với vai trò vị trí và sự đóng góp to lớn của loại hình kinh tế tư nhân. Do vậy, việc tổ chức hội thảo khoa học là nhằm đánh giá thực trạng, đề ra giải pháp để công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay được hiệu quả hơn. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, để đưa ra những giải pháp phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể tại các đơn vị kinh tế tư nhân mang tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Các đại biểu tham dự hội thảo cần đi sâu phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể tại các đơn vị kinh tế tư nhân ở tỉnh Hưng Yên thời gian qua. Đồng chí lưu ý các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đến cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc các văn bản của Trung ương, đặc biệt là nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19 mới ban hành về xây dựng và phát triển tổ chức đảng đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021-2025 ở tỉnh Hưng Yên, nhằm góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức đảng và đoàn thể trong đơn vị kinh tế tư nhân, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững của loại hình kinh tế này. Hội thảo đã nhận được 31 ý kiến tham luận, trong đó có 9 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo. Các tham luận làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các giải pháp xây dựng, củng cố
và phát triển tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định công nhận 8 trường học đạt chuẩn quốc gia trong thời hạn 5 năm 2021-2025. Trong đó, hai trường đạt chuẩn mức độ 2 là trường Mầm non Nhân La huyện Kim Động và trường Mầm non Hòa Phong thị xã Mỹ Hào. Các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 bao gồm Tiểu học Bạch Sam thị xã Mỹ Hào, Mầm non Tân Tiến huyện Văn Giang và 4 trường thuộc huyện Tiên Lữ, Trung học phổ thông Tiên Lữ, Trung học cơ sở An Viên, Tiểu học thị trấn Vương, Mầm non Dị Chế. Đây là kết quả của sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường lớp của các địa phương cùng nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư nước ngoài, thực thi có hiệu quả quy định pháp luật về phòng vệ thương mại, xuất xứ, hải quan, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, ngày 23 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành công văn số 2953 về việc triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại, phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau. Nghiên cứu danh sách các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp, chống lẩn tránh thuế để nắm bắt thông tin, chủ động theo dõi biến động của đầu tư nước ngoài trong các ngành sản xuất, kinh doanh những sản phẩm thuộc danh sách, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, xem xét kỹ và cẩn trọng các dự án có nguy cơ dịch chuyển công nghệ cũ, lạc hậu vào Việt Nam để tận dụng chính sách thương mại thuận lợi trong các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết với các nước. Khi thấy có hiện tượng thuộc trường hợp nêu trên, cần kịp thời báo cáo phối hợp với các cơ quan thuộc bộ ngành và các cơ quan liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương tiếp tục theo dõi, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, thanh tra, kiểm tra đối với việc ghi nhãn hàng hóa, đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hình thành sản phẩm chủ lực quốc gia và của tỉnh. Công an tỉnh, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Cục Quản lý Thị trường, Ban Chỉ đạo 389 xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm soát chống vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại. Danh sách các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra, áp biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp, gồm gỗ dán tường nguyên liệu gỗ cứng, tủ gỗ, ghế sofa có khung gỗ, đá nhân tạo, gạch men, xe đạp điện, ống đồng, vỏ bình ga, ghim đóng thùng, gỗ thanh và viền dài gỗ được tạo dáng liên tục, pin, năng lượng mặt trời. Quý vị, địa điểm này gần 80 năm trước chính là đồn bốt của địch và cũng chính tại nơi đây đã diễn ra trận đánh lịch sử, đó là trận đánh đồn Bần Yên Nhân. Chiến thắng vang dội tại đồn Bần Yên Nhân đã được chính đồng chí Võ Nguyên Giáp biểu dương là một trận đánh du kích kiểu mẫu của đồng bằng Bắc Bộ. Cuối năm 1943, Sứ ủy Bắc Kỳ chỉ đạo tỉnh Hưng Yên thành lập an toàn khu bãi sợi, trong đó Bần Yên Nhân là trung tâm để đẩy mạnh công cuộc chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tại địa phương. Cũng từ đây, lực lượng tự vệ du kích an toàn khu bãi sợi ra đời, mở đầu cho việc xây dựng lực lượng vũ trang ở địa phương trong toàn tỉnh. Cụ Ngô Văn Phong, 75 năm tuổi đảng, cán bộ tiền khởi nghĩa ở tổ dân phố Cộng Hòa, phường Bần Yên Nhân, lúc đó là một chàng trai đầy nhiệt huyết đi theo Việt Minh làm cách mạng và cũng tham gia trận đánh đồn Bần. Ở tuổi 97, cái tuổi xưa nay hiếm, những ký ức năm xưa đã phai nhạt ít nhiều. Khi đánh đồn Bần thì cũng thực là khó khăn. Sau đó phải dùng rơm, gánh hàng gánh rơm để đốt cái lô cốt làm Bần cơ mà. Theo lời cụ Phong, nhận thấy việc Nhật đảo chính hất cảng Pháp trên toàn cõi Đông Dương là một thời cơ tốt, tổ chức đảng ở an toàn khu bãi sậy quyết định tước ngay xuống đồn Bần trước khi quân Nhật đến. Chính Trung tướng Nguyễn Bình là người trực tiếp tổ chức và chỉ huy du kích đánh chiếm đồn Bần Yên Nhân. Thắng lợi của cái trận ở Bần này nó cổ vũ cái phong trào đấu tranh của toàn tỉnh mình, và do đó lúc mà diễn ra tổng khởi nghĩa theo lời kêu gọi của Bác Hồ và dẫn tới cái việc giành chính quyền ở Hưng Yên là diễn ra vào ngày
22 tháng 8 năm 1945 và hòa chung vào cái thế tổng khởi nghĩa của cách mạng tháng 8 trên phạm vi cả nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng mà chúng tôi được như ngày nay, cứ về đến làng Bần chúng ta nhìn nào nhà cao cửa rộng, cả một khu vực sản xuất tương rất nhiều, cái đó chính là sự quan tâm, sự lãnh đạo của Đảng. Hiện nay làng nghề Tương Bần có 150 hộ sản xuất với tổng sản lượng khoảng 11 triệu lít trên năm, cho doanh thu 220 tỷ đồng. Cùng với đó, giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đều tăng mạnh, trong khi tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn 1,3%. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, năm 2014, thị trấn Bần Yên Nhân và 5 xã được công nhận là đô thị loại 4 và đến năm 2019 trở thành phường Bần Yên Nhân trực thuộc thị xã Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Văn Giang ghi nhận 6 ca liên quan đến nhóm công nhân xây dựng tại khu đô thị Ecovac của công ty Conico. Huyện Khoái Châu ghi nhận 5 ca là F1 trong khu cách ly tập trung. Huyện Yên Mỹ ghi nhận 2 ca qua test nhanh tại Trung tâm Y tế huyện và Phòng khám Đa khoa Việt Pháp có liên quan đến các ca bệnh ghi nhận ngày 24 tháng 11. Sau một số ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng 2 ngày qua, huyện Yên Mỹ quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Trai Trang với trên 2.000 hộ và trên 8.700 nhân khẩu. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư, toàn tỉnh ghi nhận 619 ca bệnh, 363 ca đã khỏi bệnh. Riêng từ ngày 15 tháng 10 đến nay, ghi nhận 322 ca, còn trên 12.700 người phải cách ly y tế. Toàn tỉnh còn 21 điểm phải phong tỏa. Độ bao phủ vaccine mũi 1 toàn tỉnh đạt gần 96%, dân số trên 18 tuổi. Tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, ngay trong ngày đầu tiên được trên 51.000 mũi. Đến thời điểm này, ổ dịch ở xã Đình Dù và xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm cơ bản được kiểm soát. Còn lại ổ dịch ở xã Việt Hưng với 7 F0 cũng được khoanh vùng cách ly truy vết triệt để. 7 ca dương tính ở 3 thôn Đồng Trung, Phả Lê, Thục Cầu của xã Việt Hưng đều liên quan đến công ty Kido Hà Nội trong khu công nghiệp Phố Nội A. Ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh, xã Việt Hưng tiến hành khoanh vùng, phong tỏa tạm thời 3 điểm, truy vết được 68 F1 và 375 F2. Ngoài các F1 được đưa đến khu cách ly tập trung của huyện, xã cũng tổ chức cách ly cho 14 F1 ngay tại khu cách ly tập trung của xã ở trường mầm non Việt Hưng. Gần 1.000 người trong khu vực tạm phong tỏa và có nguy cơ cao được lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả âm tính. Bên cạnh việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan, xã cũng lập chốt tự quản tại tất cả 8 thôn. Đến nay, xã Việt Hưng đã cơ bản đạt độ bao phủ vaccine mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi và triển khai tiêm vaccine cho gần 1.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh hạn chế đi lại thì việc tiêu thụ cam tại tỉnh Hưng Yên qua kênh mua bán hàng truyền thống đã giảm mạnh. Sức mua giảm nhưng cam vào vụ thì vẫn phải thu hoạch. Vậy nên, nhiều người trồng cam đã chủ động tiếp cận và sử dụng mạng xã hội trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, ghi nhận tại xã Đồng Thanh, vùng trồng cam trọng điểm của huyện Kim Động. Vẫn là những buổi thu hoạch cam như thường lệ của gia đình bà Miến ở thôn Thanh Tầm mỗi khi vào vụ. Thế nhưng điều đặc biệt hôm nay có một nhân công trẻ là con gái vừa học lớp 9 của gia đình phụ trách thêm phần việc chụp ảnh, livestream toàn bộ lại quá trình này ngay tại vườn cam. Từ những người nông dân chỉ quen với việc đồng áng chăm sóc cam thì nay bà Miến và mọi người đã có thể thành thạo đăng những bài viết hình ảnh thực tế quảng cáo về sản phẩm của gia đình trên các nền tảng mạng xã hội. Khi mà chúng tôi biết đến cái trang mạng xã hội này thì thực ra là bản thân chúng tôi cũng khó khăn vì không biết là đăng kiểu gì và làm như thế nào để mà quảng bá được cái sản phẩm của mình. Phải nhờ đến sự hỗ trợ của các con, các cháu. Khi mà đăng lên như vậy thì nhiều người gọi điện đến và đã đặt hàng. Tận dụng hơn 1.000 bạn bè trên trang cá nhân Facebook và Instagram, gia đình chị Nguyễn Thu Trang đã thuận lợi tiêu thụ hàng tấn nông sản gửi đi các tỉnh thành. 25 tuổi, chị thành thạo với các nền tảng mạng xã hội nên việc trau chuốt hình ảnh, video được chị phát huy tối đa nhằm thu hút mọi người tương tác và quan tâm. Nếu như bán buôn cho thương lái tại vườn giá chỉ dao động từ 12 đến 14.000 đồng một kg, thì gia đình chị bán được giá từ 17 đến 20.000 đồng một kg, từ đó nâng cao thu nhập cho gia đình.
Ngoài những bạn bè thân quen ra thì còn có các bạn bè ở những nơi khác, người ta cũng biết đến sản phẩm của nhà mình và họ vẫn liên hệ mua thường xuyên ạ. Mọi người đều rất là khen ngợi cam ở Đồng Thanh và mình muốn quảng bá rộng rãi hơn về thương hiệu cam Đồng Thanh đến mọi miền trên Tổ quốc. Tại các nền tảng mạng xã hội, không đơn thuần là bán hàng mà ở đó còn có những hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm, chăm sóc và các thông tin nguồn gốc sản phẩm cũng được đăng tải rõ ràng, tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng. Vì vậy đã có nhiều chuyến cam của bà con Đồng Thanh được bán đi khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Giao dịch thuận lợi, thương hiệu đảm bảo với nguồn gốc xuất xứ, tem truy xuất rõ ràng nên dù mua bán qua mạng xã hội nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của khách hàng. Một lần là tình cờ là mình được một người bạn cho mấy trái, sau khi mình ăn đó thì mình tìm hiểu về cái cam này thì mình thấy là nó khá ngon so với lại các cam khác trên thị trường. Qua lời giới thiệu của các bạn như là bán ở trên Facebook và mình thường xuyên là mình đặt tự nhiên gửi xe vào và mình thấy là cái thời gian gửi xe nó khá là nhanh. Gần đây thì do dịch bệnh nên là mình hạn chế đi lại rất là nhiều và mình có tìm hiểu được chỗ mua cam của một người bạn ở Hưng Yên. Thì do mình đã biết được cái nguồn gốc này, biết được cái quy trình chăm sóc nên là mình rất an tâm khi mà mua cam tại đây. Cam thì khi nhận rất là tươi ngon, sạch, đóng gói rất là cẩn thận. Dịch bệnh ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất, thế nhưng với việc tiếp cận và phát triển mạng Internet, xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0 đã giúp cho người nông dân trong tiêu thụ cũng như quảng bá sản phẩm. Trong chuyên mục An toàn giao thông ngày 14 tháng 11, mặc dù Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phản ánh về tình trạng xe quá tải hoành hành trong đêm ở huyện Văn Giang, thế nhưng hiện nay tình trạng trên vẫn chưa thuyên giảm, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tình trạng trên xảy ra ở nhiều tuyến đường DT379, DT379B, DT382B và đường DH24, DH23. Để cung cấp vật liệu cho công trường thi công dự án khu đô thị sinh thái Vinhome Dream City Văn Giang. Thậm chí các xe còn ngang nhiên chạy qua giữa trung tâm thị trấn Văn Giang. Không chỉ chở quá tải, nhiều xe còn cơi đới phần thùng xe để chở được nhiều, làm rơi vãi vật liệu khiến nhiều tuyến đường lúc nào cũng bụi. Nhiều xe chở đất, cát, sỏi đá, không che chắn cẩn thận phần thùng xe, nối đuôi nhau chạy rầm rập trên khu vực sinh sống của hàng nghìn người dân. Không chỉ gây bụi bẩn, ồn ã, những chiếc xe chở quá tải còn gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Trước tình trạng trên, đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Văn Giang và các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông. Vào khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 11, trên quốc lộ 38B đoạn qua địa bàn thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe mô tô biển kiểm soát 89F109525 do anh An Văn Đạt, sinh năm 2000, trú tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ điều khiển lưu thông hướng từ Hưng Yên đi Hải Dương. Đến địa điểm trên đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 16F28736 do chị Trần Thị Bích, trú tại thôn Trần Thượng, thị trấn Trần Cao điều khiển đi cùng chiều phía trước. Sau khi va chạm, anh Đạt bị ngã ra đường và va chạm với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29C22675 do anh Trương Văn Sử, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Đạt tử vong tại chỗ, hai xe mô tô bị hư hỏng nặng. Được biết, trong gần một tháng qua trên quốc lộ 38B, qua xã Đoàn Đào đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế. Nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển, bà Magdalena Andersson, vừa bất ngờ tuyên bố từ chức chỉ vài giờ sau khi đắc cử, khi dự thảo ngân sách do chính phủ Thụy Điển đề xuất đã không đạt được đa số phiếu trong quốc hội, do hầu hết các nghị sĩ lại ủng hộ dự thảo của phe đối lập. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 11, bà Magdalena Andersson cho biết đã đệ đơn miễn nhiệm lên quốc hội nước này
Quyết định xin từ chức của nữ thủ tướng vừa đắc cử diễn ra sau khi đối tác trong Liên minh cầm quyền, Đảng Xanh, tuyên bố rời bỏ chính phủ vì mâu thuẫn ngân sách. Chỉ vài giờ trước đó, Quốc hội Thụy Điển đã bỏ phiếu xác nhận bà Magdalena Andersson, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã Hội và đồng thời là Bộ trưởng Tài chính nước này, giữ chức thủ tướng và cũng là nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển. Trong khi đó, tại Đức, Liên minh ba đảng ở nước này đã đạt được thỏa thuận lập một chính phủ liên minh và công bố tân thủ tướng kế nhiệm bà Angela Merkel. Theo đó, Đảng Dân Chủ Xã Hội SPD, Đảng Xanh và Đảng Dân Chủ Tự Do FDP của Đức ngày 24 tháng 11 đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới sau 2 tháng đàm phán căng thẳng. Theo thỏa thuận, Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz từ SPD sẽ kế nhiệm bà Angela Merkel để làm Thủ tướng Đức. Ông Olaf là Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Đức, được đánh giá là một chính trị gia có kỷ luật và điềm tĩnh. Ông từng đề xuất gói cứu trợ trị giá 750 tỷ euro để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong đại dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố nghiên cứu cho biết vaccine COVID-19 làm giảm khả năng lây truyền của biến thể Delta khoảng 40%, cảnh báo rằng mọi người vẫn nên thực hiện các biện pháp an toàn dù đã tiêm vaccine. Theo Tổng Giám đốc WHO, một người đã tiêm vaccine có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong thấp hơn nhiều, nhưng vẫn có nguy cơ mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác. Do đó, những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch, nghĩa là tiếp tục đeo khẩu trang, giãn cách và tránh tụ tập, và nên để không gian trong nhà thông thoáng. Tổng Giám đốc WHO nói rằng, nhiều người đã sai lầm khi nghĩ rằng không cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi đã tiêm vaccine, bởi biến thể Delta dễ lây lan hơn, cũng đồng nghĩa với việc hiệu quả giảm lây truyền dịch của vaccine giảm sút. Giới chức Nga thông báo dự định xuất khẩu vaccine Sputnik dạng xịt mũi ngừa COVID-19. Đây là vaccine mà Tổng thống Putin đã dùng làm liều tăng cường. Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga cho hay, Nga sẽ xuất khẩu vaccine dạng xịt mũi ra nước ngoài vào năm tới. Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Putin hôm 24 tháng 11 tiết lộ đã dùng vaccine dạng xịt sau 6 tháng tiêm 2 mũi Sputnik V vì lượng kháng thể giảm. Ngoài ra, ông Putin cũng đã tiêm liều tăng cường Sputnik V Lite. Nhiều quốc gia trên thế giới hiện cũng đang nghiên cứu phát triển các loại vaccine dạng xịt mũi để giúp ngăn ngừa và điều trị COVID-19, bởi niêm mạc mũi là điểm xâm nhập chính của virus SARS-CoV-2. Giới chức y tế của Liên minh châu EU vừa ra khuyến cáo mới ủng hộ tiêm mũi tiêm vaccine tăng cường với tất cả người lớn do tình hình dịch COVID-19 căng thẳng. Giới chức châu Âu cho rằng cần cân nhắc tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường ngừa cho mọi người trưởng thành, đặc biệt là người trên 40 tuổi. Thông báo mới cho thấy sự thay đổi về quan điểm với việc tiêm mũi tăng cường trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 phá kỷ lục trong ngày 24 tháng 11 ở nhiều quốc gia châu Âu. Trong khuyến nghị trước đó hồi tháng 9 năm nay, châu Âu cho rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả những người lớn đã tiêm chủng đầy đủ là chưa cần thiết. Hàn Quốc ngày 24 tháng 11 công bố số liệu thống kê cho thấy nước này đã ghi nhận tỷ lệ sinh ở mức thấp kỷ lục trong quý 3 năm nay. Cơ quan thống kê Hàn Quốc cho hay, số trẻ mới sinh ở Hàn Quốc trong quý vừa qua giảm 3,4% so với một năm trước đó. Đây là mức thống kê theo quý thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được tổng hợp từ năm 1981. Số trẻ sơ sinh ngày càng giảm trong bối cảnh xu hướng kết hôn muộn gia tăng trong xã hội và số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh nở ngày càng giảm. Thực trạng này đang làm dấy lên mối lo ngại về cái gọi là vực thẳm nhân khẩu học, tức là tình trạng dân số già ở các nước phát triển gây ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế vì không đủ nhân lực để thay thế. Tại Australia, giới chức ở đây đang đau đầu tìm cách tiêu diệt khoảng 6 triệu con mèo hoang, loài vật được coi là hung thần với động vật bản xứ. Mèo hoang hiện chỉ xếp sau thỏ châu Âu về mức độ đe dọa đối với động vật bản xứ ở Australia. Chúng gây nguy hiểm cho khoảng 800 loài có nguy cơ tuyệt chủng. Mỗi năm, mèo hoang ở Australia giết chết khoảng 530 triệu con ếch và bò sát, 450 triệu động vật có vú và 270 triệu con chim. Australia có thể sẽ sử dụng công nghệ gen để xóa sổ 6 triệu con mèo hoang này, loài vật đang gây thiệt hại diện rộng cho hệ sinh thái của Australia. Phần tin quốc tế đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.